Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 4 tháng 9 năm 2019 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió mạnh cấp 3, cấp 4. Riêng vùng ven biển từ các tỉnh Hà Tĩnh trở vào Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.